Rồi tiếp theo phần chuẩn bị dữ liệu á, mình sẽ chuyển sang là mình chuẩn bị dữ liệu cho cái trang shop của mình. Dữ liệu trang shop của mình là dữ liệu gì? Là như là các sản phẩm của mình, các cái rep và các cái chuyên mục, các cái category trong đó. Thì trang shop của mình á, thì mình đích vô phần shop đây á, thì sẽ ra ngay chỗ cái phần shop ở trong ngay trang chủ luôn, ngay trang chủ luôn, đây nè, ngay đây shop đây. Đích vô đây thì nó sẽ dẫn xuống cái vùng shop đó chứ không phải là ra một cái trang shop nha. Đó, thì mình lướt vô cái từng sản phẩm, mình sẽ thấy là đây là chi tiết của sản phẩm, có hình ảnh. Rồi để kiểm tra, mình tìm hiểu xem cái này nó có category gì, thì mình sẽ bấm vô chỗ show on đây để mình coi đây. Rồi nó có category không luôn, thì show on đây nữa, còn nó có phần category nào không. Ở đây nó chưa có phần, không có phần calorie. Mình để ý trên này mỗi cái sản phẩm đây nó có này, đây nè, launching và đây là calorie của nó nha. Đây là tên của sản phẩm nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo tượng trưng một số cái để có mình làm nha. Thì hiện tại thì ở trong cái trang web của mình á, mới cài cái Bitem lên á, thì chưa có cái phần quản trị mà shopping. Thì mình sẽ cài thêm một cái login để cho nó có cái chức năng quản trị cái shop này. Rồi bây giờ để xài login đó, mình sẽ xài một cái login. Cài login thì mình sẽ vô phần login, hit new. Hit new rồi xong mình sẽ search ở đây là login là Google Commerce. Và mình cài cái là cái biểu tượng Google Commerce đúng biểu tượng ngang, nhớ ngang, nhớ kỹ ngang, đúng là Google Commerce này ngang, nhớ kỹ. Rồi enter. Xong active. Thì sau khi mình update á, thì nó hiện lên cái bảng cài đặt. Mình sẽ cài đặt, mình sẽ hoàn thành các bước theo cái quy trình bên này. Rồi bấm let's go và xong. Ở đây nó báo cho mình biết là sau khi nó cài đặt cái WooCommerce thì sẽ tạo cho mình các bay này, 1, 2, 4, 6 bay đó, bay này. Rồi mình ok đồng ý, có tín hiệu. Và sau khi con đã nêu xong, tiếp qua cái bước tiếp theo là hỏi mình là bán hàng ở đâu và đơn vị tiền tệ của mình là gì. Mình xài ở Việt Nam, xài Việt Nam đồng. Rồi 1000 cái 1000 này là chính là cái khoảng cách hàng nghìn, hoặc số là dấu chấm, hoặc khoảng cách phân á là dấu phẩy. Rồi xong mình con đã nêu. Rồi tiếp theo tới phần shipping thì mình sẽ dọn kg và cm. Rồi con đã nêu tới phần thanh toán. Tiếp theo tới phần thanh toán, mình sẽ cho thích hợp thanh toán là PayPal và thích hợp phần thanh toán chuyển khoản ngân hàng và thanh toán giao hàng tính tiền nha, thanh toán giao hàng tính tiền. Rồi continue là tiếp theo, nó sẽ qua tới bước tiếp theo là hoàn thành, báo ở đây xong, bấm vô return, quay lại cái quan quản trị. Và đây quản trị xong, mình sẽ có thêm một cái login WooCommerce ở đây, có thêm cái phần address ở đây. Rồi mình sẽ tạo thêm category. Tạo category thì mình sẽ tạo, đầu tiên mình đăng cái sản phẩm Ninja này thì mình sẽ tạo cái category là Launching nè, copy qua name, tên Launching, rồi mình cứ rồi add qua. Rồi tiếp theo nếu mà giả sử cái này muốn bỏ hình vô á cũng được, bỏ hình vô thì chỉ cần mình quay lại edit lại bỏ hình vô nha. Bỏ hình vô thì ở đây lấy hình này làm đại diện luôn ha, to lên rồi sale lại uống nè luôn. Rồi đây mình sẽ sửa lại upload email nè ha. Rồi chọn lên
CSS ở loại hình đó. Rồi view. View. Ok. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ quay lại đây mình đóng lại nha. Đóng lại tiếp theo là căn này á, còn cái con đó, cái category con đó, tạo luôn category con. Bắt lại. Quay lại cái category. Rồi đây mình sẽ chọn cái name. Cái này là con của thằng này, nếu con thằng này chọn parent category nè. Parent category mình chọn vô là thằng này là con của thằng mới tạo nãy. Hình ảnh cũng vậy. Hình ảnh mình cũng bỏ hình vô. Vô. Box. Đây. Tôi bỏ hình đại diện thôi ha, chứ không có làm đúng hình nha. Đó, con thì nó có dấu trừ. Con một cấp thì nó có dấu trừ, một dấu trừ, con hai cấp là có hai dấu trừ. Đó, mình nhìn luôn phân biệt. Rồi, tương tự như mình tạo ra hàng loạt cái còn lại ha. Rồi. Bây giờ mình đăng cái bài này như thế nào? Bài này thì bài này có là tên sản phẩm. Copy tên sản phẩm qua. Rồi sau đó mình sẽ vô add product. Vô add ở vô product xong rồi add product nè. Đây có nút là create product. Nhấn vô. Rồi xong. Ở đây là ở chỗ này nó hướng dẫn mình, lần đầu tiên hướng dẫn mình cắt mình làm thôi, mình bỏ qua đi. Cái đây là cái phần này là mô tả sản phẩm. Sản phẩm mình là có chức năng như thế nào, có phân số kỹ thuật thế nào, mô tả ở đây. Mô tả sản phẩm ở đây. Thì mình qua đây mình lấy cái phần mô tả sản phẩm. Description là mô tả sản phẩm. Copy qua. Nhấn vô. Mô tả sản phẩm có thể dài hơn, mình có thể sau này mình bán hàng thì mình có thể mình soạn cái bài mô tả sản phẩm cho nó đúng chính xác. Còn đây mình đang học thì mình chọn mô tả sản phẩm mình để được tượng trưng thôi nha. Rồi tiếp theo, cái tiếp theo ở đây là cái phần mô tả sản phẩm, nhưng mà mô tả ngắn sản phẩm sẽ nằm dưới đây. Shop description. Đấy. Rồi tiếp theo tới cái giá này nó bán bao nhiêu. Giá 35 ngàn. Rồi có giá khuyến mãi hay không, nếu khuyến mãi còn 30 vô khuyến mãi 30. Rồi tiếp theo tới hình ảnh sản phẩm. Hình ảnh sản phẩm thì ở đây nó có mấy hình, hai hình đúng không, hai hình thì mình hai hình nãy mình đau rồi. Cái hình mà rồi đất thì may chính là hình bên ngoài, hình đầu tiên khi người ta nhìn vô ngoài hình này. Và những hình tiếp theo là khi vô trong người ta coi thêm các hình còn lại, hình tiếp theo của một cái thư viện hình sản phẩm mình, hoặc là Logic Gallery, thì mình có thể chọn hai ba hình lượt cũng được. Đó. Rồi sau đó mình chọn cái mục này, cái này thuộc mục nào, thuộc cái category nào, chọn vô. Rồi sau đó mình publish. Sau đó publish là mình đăng xong một cái sản phẩm, mình muốn quản lý xem mọi những sản phẩm đã đăng thì vô on Logic. Mình có một cái sản phẩm đã đăng như vậy. Đó. Rồi nghĩa là mình mới chuẩn bị những cái sản phẩm ở trong cái phần quản trị thôi, chưa ở bên trang ở trên view website ra bên ngoài thì mình chưa có gì hết, tại vì mình chưa có cấu hình setup, chưa có. Đó là phần về quản lý cái shopping là đăng sản phẩm và tạo gallery như thế. Kết thúc cái phần này tại đây.